Thưa tất cả các cô chú bác, các anh chị, các bạn, các em thân mến. Sáng hôm nay thì cũng giống như là mỗi ngày thì Quốc Võ cũng thức dậy sớm để cập nhật một số thông tin cần thiết liên quan đến vụ việc của ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng. Những ngày vừa qua là những ngày phải nói rất là sôi động. Tin tức của tất cả mọi nơi, trên báo chí, trên truyền thông, trên YouTube cũng đã đăng rất là nhiều tin tức về vấn đề này. Thì sáng hôm nay cũng có những tin nóng mà cần chia sẻ. Đặc biệt là tin của những cái tờ báo, ví dụ như là VTC News hoặc là 24 giờ Money và Người Lao Động vân vân cũng đã đăng tin khá nhiều. Có những hai luồng ý kiến trái chiều nó đối chọi với nhau các bạn. Khi mà cái câu chuyện tưởng chừng như là nó dịu xuống khi mà bà Nguyễn Phương Hằng ngày 16 tháng 3 bà nói rằng bà sẽ không có đòi 200 tỷ mà đã đưa cho ông Yên nữa, mà để ông Yên ông lấy số tiền đó ông trả lại cho những người nghèo, những người mà đã từng đến để chữa bệnh và đã đưa tiền cho ông á, thì bà nhường lại số tiền đó cho người nghèo. Rồi bà nói rằng bà sẽ đóng Facebook, không có làm việc nữa, không có lên Facebook nữa. Thì tưởng đâu cái câu chuyện nó bắt đầu nó êm lắng xuống là để cho cơ quan chức năng họ vào cuộc họ làm việc. Thì bỗng dưng là bên phía của những tờ báo khác họ đăng lên những cái ý kiến mà nó trái với lại những cái thông tin trước giờ. Tức là có những ý kiến, những cái tờ báo này họ có vẻ như là họ muốn là bóc phốt, họ muốn là bêu xấu bên phía của công ty cổ phần Đại Nam, đặc biệt là bên phía của bà Nguyễn Phương Hằng và đúng là vui. Trong cái thời điểm nhạy cảm này đó thì những cái ý kiến mà nó ngược lại chống lại cái quan điểm của bà Nguyễn Phương Hằng đó thì là cũng khá là nó gây sốc cho mọi người các bạn. Bây giờ cái tờ báo mà VTC News á thì họ đăng rằng là họ nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đó và Dũng là Dôi đó đã là cầm tới 309 cái sổ đỏ là ở trong cái khu dự án mà nhà ở Đại Nam đó để thế chấp ngân hàng. Thì bà Nguyễn Phương Hằng bà cũng đã lên trên Facebook và nói rất là nhiều về vấn đề này. Tức là những cái nhân vật này ở trong những cái tòa soạn báo này đó họ có vẻ là giống như là muốn là bôi xấu, muốn là hạ nhục cái nhân phẩm của bên phía của bà Nguyễn Phương Hằng cũng dùng lừa dối khi mà trong cái thời điểm nhạy cảm này mà đưa ra những cái tin tức này. Bà nói rằng là cái chuyện mà những cái công ty lớn mà thế chấp ngân hàng, vay mượn ngân hàng để mở ra những cái hoạt động những cái lĩnh vực khác đó, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Một cái số tiền đó đó bà đem sổ đỏ đi thế chấp là để làm gì? Để là xây thêm những nhà máy mà sản xuất găng tay cho ngành y tế trong cái thời buổi Covid để phục vụ cho bà con nhân dân. Là cái chuyện đó là cái chuyện mà làm thiện nguyện chứ không phải rằng là cái gì. Tại vì cái chuyện mà thế chấp ngân hàng đem sổ đỏ đi là cái sổ đỏ cũng là tài sản của mình mà, và thế chấp để mở một cái công ty mới, mở một cái lĩnh vực mới, đầu tư kinh doanh mới, thì cái chuyện đó cái chuyện là khá bình thường trong xã hội hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn nước ngoài. Nhưng mà cái cách viết báo của họ nó có vẻ như là bóc phốt chứ không phải là đưa tin. Bây giờ cho nên bà rất là bức xúc và bà cũng lên tiếng trong cái trang Facebook cá nhân của bà đó rất là nhiều các bạn, lên tiếng rất là nhiều trong cái trang Facebook của mình đó. Sáng hôm nay là coi như là tin rất là nhiều những cái tin nóng, và hình như là khi mà bà đăng lên một cái gì đó thì rất là nhiều những cái lời bình luận, những cái lời comment á của quý độc giả. Thì trong đây bà cũng nói thêm rằng là trong cái mùa Covid á, là bao nhiêu doanh nghiệp phá sản là chúng tôi vẫn duy trì hoạt động ở các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cho thuê kho xưởng, nhà máy xử lý nước thải vân vân, và chúng tôi vẫn là hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà riêng cái khu du lịch thì thất thu hoàn toàn 100%, bởi vì cái mùa Covid họ đóng cửa thì thất thu hết, nhưng mà chúng tôi phải lo cho bao nhiêu mảnh đời khốn khổ khác đó. Và cái năm vừa rồi là cái năm mà hoạt động thiện nguyện mạnh mẽ nhất trong tất cả các năm trước đây, thế mà không có một cái sự đồng cảm nào cả đó, vì họ chưa từng lâm vào cảnh khốn khó cho nên rảnh ngồi bơi móc đó, như vậy thôi. Rồi bà cũng đấu tố lại là bên phía của cái công ty của cái tòa soạn báo mà VTC News đó, nợ đến nhục nhã luôn, thế chấp từ cái bàn làm việc đến cái trụ điện, cả trụ sở vân vân. Vậy hỏi kinh doanh gì mà nợ tới vài ngàn tỷ đó.
Tài sản của chúng tôi là rõ ràng mới thế chấp để làm nhà máy găng tay phục vụ y tế. Tôi sống có trách nhiệm với một nhân viên của tôi và với cộng đồng xã hội. Đó, bà nói như thế. Thì là những cái vấn đề, cái ý kiến trái chiều mà rất là căng thẳng nó xảy ra. Và sáng hôm nay Quốc Võ cũng xem được một cái đoạn video clip được quay, cái cảnh mà ông Võ Hoàng Yên ông họp với lại một số những cái nhân vật rất là quan trọng trong cái team của ông đó. Bên cạnh là cũng có ông luật sư Trí bên cạnh nữa, và cũng có là chuẩn bị, họ được cũng đang chuẩn bị để có những cái bước tiếp theo là làm sao để chống lại cái vật việc, tức là đối phó lại cái việc mà tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Và cái này cũng đã thấy rồi. Thì hôm nay Quốc Võ chia sẻ trên cái clip này một cái bài viết của tờ báo Người Lao Động đó. Thì cái bài viết này đó họ nói như thế này, họ nói rằng là Quảng Ngãi tốn hơn 200 triệu để mời thằng y Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh. Cái thằng y này thì lúc nào cũng bỏ trong ngoặc kép các bạn ha. Rồi họ viết ra sao. Chiều ngày 19 tháng 3 thì Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp thông báo kết quả điều tra xác minh xung quanh vụ việc ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi vào giữa tháng 7 năm 2020. Thì ông Lê Bảy đó, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết đầu tháng 2 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn có văn bản đề nghị Sở Y tế cấp phép cho đoàn khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại huyện Bình Sơn. Sau khi xem xét hồ sơ, thấy việc cấp phép không trái quy định nên đã cấp phép khám chữa bệnh cho đoàn của ông Võ Hoàng Yên gồm 16 người, trong đó có 9 người có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Trước khi cấp phép thì chúng tôi cũng có tìm hiểu đoàn của ông Võ Hoàng Yên và thực sự quan điểm lúc đầu của Sở Y tế hoàn toàn không ủng hộ việc khám chữa bệnh. Chúng tôi không tin với cái khám vỗ tay, ấn ấn, bóp bóp mà có thể chữa được những bệnh câm điếc bẩm sinh. Thế nhưng vụ việc do Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn đứng ra tổ chức mời ông Võ Hoàng Yên về và nói khám miễn phí cho người dân nghèo, họ lại đầy đủ giấy phép, chúng tôi buộc phải cấp phép cho họ. Đó, ông ấy nói như thế. Riêng theo với ông là Phạm Quang Sự, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, sau khi vụ việc ông Võ Hoàng Yên bị phanh phui, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn cũng yêu cầu 22 xã, thị trấn, toàn huyện báo cáo kết quả khám chữa bệnh của ông Yên vào giữa tháng 7 năm 2020. Theo báo cáo 22 xã, tổng số bệnh nhân ông Yên đã khám là 776 người, chủ yếu là bệnh câm điếc bẩm sinh, bại não, bại liệt, teo cơ. Đến nay, sau 8 tháng khám chữa bệnh, hiện không có bệnh nhân nào khỏi bệnh. Một số trường hợp bị xương khớp thời điểm được ông Võ Hoàng Yên khám có tiến triển, nhưng khi về nhà hoàn toàn trở lại như cũ. Một số bệnh như câm điếc, bại não hoàn toàn không có gì tiến triển cả. Cũng theo ông Sự, lúc đầu khi mời đoàn ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh, huyện cũng mong muốn những trường hợp người dân huyện mắc các bệnh nan y không có điều kiện khám chữa bệnh sẽ được thầy thuốc khỏi, tức là thầy thuốc khỏi giỏi mà khám chữa trị đó. Thời điểm đó thì chúng tôi cũng không được đánh giá hết vụ việc. Qua việc này huyện cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm. Ông Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau khi xảy ra sự việc tố cáo của ông Võ Hoàng Yên, hiện Công an tỉnh, Công an huyện Bình Sơn cũng đã đi kiểm tra ngẫu nhiên 17 trường hợp được ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh và tất cả các trường hợp này đều không có tiến triển về bệnh tình. Có trường hợp bị ông Võ Hoàng Yên bóp cuống họng mạnh quá về bị sưng đau nặng thêm. Qua điều tra xác minh, chúng tôi thấy phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và cộng sự có nhiều vấn đề, phản khoa học và có dấu hiệu lừa đảo. Đó là ông Đại tá Võ Văn Dương nói như thế. Đáng chú ý, cũng theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù người dân hoàn toàn miễn phí trong khám chữa bệnh, nhưng để mời được ông Võ Hoàng Yên cùng đoàn cộng sự về khám chữa bệnh, thì Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn đã phải tốn hơn 200 triệu đồng tiền ngân sách vào hoạt động này. Đáng nói, hiện vụ việc này gây mất niềm tin của người dân chính quyền địa phương. Đó. Tức là ông Dương nói như thế, ông Dương là ai? Ông Dương ổng là đại tá nha, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ông cho biết rằng là hiện vụ việc này đang gây mất niềm tin của người dân với chính quyền địa phương. Đó, tức là ông đại tá Nguyễn Võ Văn Dương này ông nói như thế. Tại vì chính quyền địa phương là Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn rồi
tỉnh Quảng Ngãi gì này đó rồi đó vâng. Thì ông nói rằng là bên phía của ban nhân dân đó đã mời ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh và phải tốn đến là 200 triệu đồng để coi những cái chi phí này nọ, chứ không phải là không tốn nha các bạn nha. Thì đó là những cái bài báo của người lao động họ họ nói đưa tin, và chính ông đại tá Võ Văn Dương ông đã nói như thế. Ông này chỉ có dây thì có ấn dây nguyệt kiểu xoa bóp, bây giờ ông thò tay bóp phòng, ông bóp tay, ông bẻ tay bẻ chân, cái phương pháp nó thô bạo như vậy thì các ông chí có phải không, các ông chí có dừng lại ngay chúng ta không, đúng không? Cái là trách nhiệm quản lý của các ông chí mà. Cái thứ ba nữa là cái tính hiệu quả trong cái công văn 1202 của sở, các ông chí yêu cầu phải thực hiện chế độ cái báo cáo tính hiệu quả, cái kết quả như vậy. Cho tới giờ này ta mới báo cáo thì các ông chí ở quyền các ông chí không thực hiện đúng cái yêu cầu của sở y tế ta yêu cầu. Cái đây là cái trách nhiệm mà tôi nghĩ, cái đây là cái trách nhiệm của ta đối với dân, đối với các bệnh nhân, với cả ngàn người như vậy. Cái niềm tin của dân như thế nào đối với chúng ta và trách nhiệm của chúng ta như thế nào. Một cái vấn đề đặt ra nữa là chúng tôi đi dân tỉnh Hồng Ngoại, người ta kêu là mấy ông là không thu tiền chúng tôi, nhưng mà chúng tôi, các ông ấy sử dụng ngân sách nhà nước ra để ông làm cái chuyện này. Như vậy tôi nghĩ có đúng không? Hiệu quả không có. Tính về mặt chuyên môn không đúng. Bây giờ lại sử dụng ngân sách, chúng tôi kiểm tra sơ bộ thì ở ngoài cho biết là sử dụng tới hơn 200 triệu vào cái hoạt động này. Ban đầu thì chúng tôi đi xác minh thì các anh kêu không, không có toàn bộ của họ hết, nhưng mà hóa ra là cuối cùng toàn bộ chi phí máy bay rồi xe cộ rồi ăn ở rồi đưa đón rồi nôm na là toàn bộ chi phí để có hết. Tôi thấy là cái niềm tin của dân đối với chính quyền và cái trách nhiệm của chính quyền, trách nhiệm của ngành chức năng trong lĩnh vực này ở địa phương, tôi nghĩ là cái này cần phải tham mưu cho tỉnh chính trị như vậy. Còn trách nhiệm chúng tôi thì chỉ có nói về cái khía cạnh về lĩnh vực an ninh y tế thôi, chứ còn về cái chuyên môn của các anh, bây giờ chuyên môn trong đây đã thể hiện rồi rất là nhiều, nhưng mà 215 người mà bại liệt bại não rồi những gì mà 215 người đây là không có hiệu quả. Ở đây thì ta làm cái đây cũng góp phần cùng với ở trong kia chân tướng của ông đây, chả có thần y, chả có lương y, chả có thầy bài làm bước vào và như là cái đó chuyện mà móc họng lôi lưỡi với lại bột tay vả mã vả má rồi ngay cả tôi có một cái người nhà bà con với tôi đây, và bây giờ người ta kêu là nói ra thì gì lặn lội hai mẹ con vô tớ nó bị ông bẻ chân thiếu điều được gãy chân, mà bây giờ bảo nói ra là gì chứ không dám nói, tức là bẻ vô trong nó bị khớp này đau như thế nào đó, vô đông bẻ thiếu điều là nếu như không đem vô chấn thương chỉnh hình như là đi luôn đó. Mà các bây giờ nói ra là nó gì, tức là lặn lội đây của nó đã bị, thì bây giờ là báo chí liên tiếng rồi bắt đầu mới mò tới nhà mới kể câu chuyện đó, mình cũng thấy đau. Câu chuyện này nó càng ngày nó càng gay cấn, cho nên chúng ta cứ chờ xem coi là cái diễn biến sắp tới như thế nào khi mà bên phía của công an họ vào cuộc để họ điều tra. Dĩ nhiên là sau khi mà điều tra thì họ lấy rất là nhiều những cái chi tiết chứng cứ từ phía nhân chứng, vật chứng v.v. để họ thu thập lại đầy đủ những cái chứng cứ rồi họ mới khởi tố được. Thì chúng ta hãy chờ xem, và cái việc này nó còn đang tiếp diễn dài dài lắm, đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Và hy vọng bà Nguyễn Phương Hằng bà cũng không có nên đóng cái Facebook và bà không có bi quan vấn đề về làm thiện nguyện, bởi vì cái làm thiện nguyện đó là nó giúp ích cho người dân và cũng được phước cho gia đình cá nhân của riêng của bà Nguyễn Phương Hằng nữa. Cho nên là cho dù là có những cái con sâu làm rồng nồi canh, hoặc là những cái khi mà làm thiện nguyện thì dĩ nhiên cũng có ma quỷ họ ám, họ phá phách mình để mình coi như là không có làm nữa, nhưng mà coi như nếu mà có một cái trái tim, một cái lương tâm, một cái người làm thiện nguyện mà thật sự đó thì không bao giờ có xảy ra cái vấn đề về cảm xúc mà bị sao lãng, về bị chi phối trong cái vấn đề về cái tâm mình đi đúng hướng là mình ok. Đó là những cái gì mà Phò muốn chia sẻ ngày hôm nay, và mến chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là an lành nha. I love you cả nhà.